Thưa quý vị, như vậy là sau 69 ngày đại tu thì tổ máy S2 thuộc nhà máy điện Vĩnh Tân 2 đã được đưa vào vận hành trở lại, phát ổn định với công suất 600 MW, và đây cũng là một điểm nhấn rất là đặc biệt của công ty EPS trong năm 2018 với công tác sửa chữa và bảo dưỡng các nhà máy điện của mình, khi đã đảm bảo an toàn về con người và thiết bị trong kỳ đại tu tổ máy có công suất trên 600 MW, công suất của tổ máy lớn nhất tại Việt Nam hiện nay. Và nhóm phóng viên EPS Media cũng đã thực hiện một bộ phim tư liệu ngắn để nhìn lại quá trình đại tu tổ máy S2, nhà máy điện Vĩnh Tân 2, cũng như là tinh thần làm việc không ngại khó, trách nhiệm cao của cán bộ công nhân viên EPS trong kỳ đại tu này. Mời quý vị cùng đón theo dõi trong mục Công nghệ EPS.